sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch sư ông, con kính thưa quý thầy, quý sư cô, kính thưa đại chúng. Kính chào những vị mới tới vào ngày hôm thứ Sáu. Mình đã được 3 hôm rồi đó. Chúng ta gọi đây là làm thiền. Thì chắc quý vị đang biết cái chữ thiền nó tới từ đâu. Thì Phật là một vị, là một con người, không phải là Thượng Đế, không phải ông Thần. Phật là một con người chúng ta. Nhưng mà Ngài cũng có những cái tâm hành sướng, vui, khổ, cực, lo rầu. Và Ngài thực tập để cuối cùng Ngài đi tới một cái trạng thái rất bình an, rất sâu sắc, rất sáng suốt và thấy thông suốt cả hiện tại, quá khứ, tương lai. Thì Ngài đạt tới cái trạng thái gọi là giác ngộ. Thì giác ngộ là biết rất nhiều. Thành mấy đứa nhỏ đấy, hỏi cái gì ông thầy tu này cũng biết hết. Vậy là con kêu Ngài là gì? Kêu là người hiểu biết. Bút là hiểu biết. Thành Buddha là người hiểu biết. Thành ra có vị Buddha tên là Siddhartha, tức một vị Bụt, tức là người hiểu biết tên là Siddhartha. Mà cũng có một vị Bụt tên là quý vị cô nhà, cậu An gì đó, thì sẽ có một cô nhà Bụt và một cô nhà giận thịt ma. Lúc mình giận mình giống ma, hét ra được đúng không? Khó chịu không dễ thương. Mà mình cũng là Phật, mà mình cũng là ma. Thành làm thế nào để đạt từ cái trạng thái ma cả ở vậy với Phật? Thì Phật có dạy mình về những hơi thở. Thì từ cái thân mình như vậy, rồi cái tâm mình như vậy, và thân tâm nó không có điều hòa. Thành ra mình thấy sai, mình nhìn không sâu, mình nghe không rõ. Thành ra mình giận, mình bực, mình tức. Thì Phật dạy mình là đừng có để những cái tâm thành không đẹp của mình nó nổi lên. Khi mình giận, mình bực, mình tức, mình sợ ấy, thì phải trở về liền với hơi thở. Thì hơi thở là cái sợi dây nối liền cái thân và cái tâm của mình. Và khi cái thân mình nó giận dữ, nó lo sợ, nó héo hắt buồn khổ, thì mình phải cầu cứu cái tâm. Đó, xin lỗi, cái tâm mình nó héo hắt buồn khổ thì mình cầu cứu cái thân. Mà muốn cầu cứu cái thân thì phải dùng cái hơi thở. Thành ra bất cứ trạng thái nào mà mình vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau thì nhớ trở về hơi thở. Để làm cái hơi thở đó, nó là cái sợi dây, nó nối liền giữa thân và tâm, và nó giúp mình làm chủ mình. Và khi mình làm chủ mình thì mình có thể chuyển cái trạng thái ma, cái trạng thái giận, cái trạng thái khó chịu thành cái trạng thái bình an, khỏe nhẹ, hiểu biết, thương yêu. Mình tiếp xúc được cái Bụt. Thành quý vị chỉ cần nhớ như đó là đủ. Có nhiều cháu nó đi tới làng thì má nó dạy, má nó dẫn tới làng, thì mấy thầy mấy sư cô dạy này, con có một chú bé tên là Tuấn Anh, là Phật đó nè. Mà hồi bữa nào mà Tuấn Anh dữ dằn khó khăn quá thì là ma đó. Thành ra khi mà mình đang là ma thì mình phải nhớ Tuấn Anh Phật đâu rồi, cầu cứu Tuấn Anh Phật. Thành ra có một bà ngoại nét thường bữa đi tới nhà gặp hai đứa cháu ngoại, thì má nó mở cửa vô thì thấy hai đứa đứng trước bàn Phật, một đứa 7 tuổi, một đứa 9 tuổi. Ủa, làm gì dữ vậy con? Tại vì hai đứa nó đánh lộn nhau, rồi má nó nói bây giờ một Brandon với một Christian ở đâu rồi? Hai đứa đâu rồi? Thì hai đứa chạy lên đứng thở một hồi. Thì chừng đó nó dịu xuống là hai đứa ôm nhau. Và hai Đức Phật, Christian và Brandon ôm nhau.
cùng cả chục, đang là hai con ma, thở không khỏi trở thành hai đứa bụt là con nhà hung. Thì cái danh từ mà mình dùng hơi thở, mình định cái tâm mình trở lại, mình làm cho nó hệ ý là, thì cái danh từ đó là gọi thiền. Thì cách mà tu tập mà Thích Ca Đức Tất Đạt Đa đã dạy mình thì gọi là thiền. Thì chữ thiền là mình biết dùng chữ Jhana, dùng chữ có, đây là tiếng Phạn. Phạn tức là bắc Phạn là Sanskrit, còn tiếng Pali con biết chữ Jhana, anh là dấu hỏi, dấu ngã trên chữ anh là dính đó là tiếng Pali nó nên cha mà. Thì có nhiều người ở trên không bắt chước sư ông các nghĩa các tu tập mà quên viết mấy cái chữ này. Viết chữ Jhana thì có một thầy Nam Tông ngồi trên cái, như vậy là cô không có tu Jhana, thành ra đều phải viết chữ Jhana cho mọi người nhớ. Jhana là tiếng Nam Phạn, tức là Pali, còn Bắc Phạn là Sanskrit. Thì trong Jhana đó là mình thực tập dùng hơi thở để mình có cái tâm mình nó định trở lại, gọi là tâm mình chỉ trở lại, stop. Thì cái tâm mình khi mà quý vị ngồi đây thì cái tâm mình nghĩ bên này, mình nghĩ bên này, không biết ở Việt Nam đi mình quên quá, người ta túi mấy cái cây làng của mình chắc chết quá, mình về hai tuần nữa chắc chết quá, rồi cái không sao, rồi cái mình nhớ chuyện này, mình nhớ chuyện kia. Thành ra quý vị cũng vẫn ngồi đây vẫn nhìn sư cô, nhưng mà cái tâm đang chạy thì tâm quý vị không có thiền chỉ. Thì thiền chỉ chứ mình phải stop trong cái thiền Jhana thì nó có hai phần. Phần thứ nhất là stop để cho cái tâm mình đừng có chạy, mà tâm mình không có chạy nhớ tới chuyện này, nhớ chuyện kia, nhớ chuyện đó thì nó chỉ rất là chỉ vào chỉ Trung Quốc. Nếu mình đi các đường phố Trung Quốc nó có cái kiểu dễ bị stop mà nó như chỉ, đó là cái tâm mình dừng trở lại, đừng có bị tán loạn. Rồi hệ tâm mình nó dừng trở lại thì mình có cái gì, thì nó có cái bình an, giống như là cái tâm mình như là một cái thau nước mà nó xúc sắc nó sống sánh, thành ra mình không có bình an. Và vì vậy cho nên ở trước mặt mình là một cây chuối, mình cũng thấy cây chuối nó thấy những cái mảnh xanh xanh ở trên đầu có mặt trăng, thì mình cũng thấy mặt trăng, mình thấy những cái mảnh vàng vàng. Nhưng mà khi tâm mình chỉ trở lại, mình bình an trở lại thì mình thấy mặt trăng tròn hay là lá chuối xanh như thế, thì mình có thiền chỉ. Rồi cái khi mình chỉ rồi thì mình thấy rất rõ, rất sâu, gọi là thiền quán. Sư cô lớn biết đi Vipassana ở dưới tiếng Nam Phạn V I P A I T S A N A, cái đó là tiếng Nam Phạn. Còn tiếng Bắc Phạn là Vipassana. Ở dưới chữ Vipassana V I P A I S Y dài thì Vipassana là thiền quán, tức là mình nhìn sâu. Và khi mà Phật Đạo Phật lan tới nước Trung Quốc thì họ nói mình phải tập chan. Chan tức là Jhana. Và Đức Buddha thì họ kêu bằng Buddha Bồ tắt trở lại. Rồi ở Thái Lan tôi cũng kêu bụt. Rồi ở Việt Nam mình cũng kêu bụt. Chuyện mà tắm cám là hồi xưa lắm, tắm cám vẫn kêu Phật là bụt. Rồi từ sau mình bị đô hộ, bị Tàu rồi có nhiều khi đổi lên mới kêu thành Phật phục. Thành ra
đi ra ngoài thì cái chữ cái xin lỗi cái đoạn chó tại nút Buddha thì thành là Bụt, Vipassana thành là Vipass và Chan, và bên Nhật ấy, là gọi là Zen mà. Nhưng mà ta đúng cái A thì là Zen là tiền, nói theo người Nhật, rồi nói theo người Đại Hàn là Sơn mà. Sơn kia tất cả từ cái chữ Chan mà nói tắt ra lại thành Sơn. Và nó tại sao đạo Phật kêu khi kêu Zen, kêu đạo Phật rồi kêu lộn xộn. Còn cái này là cái gốc là chỉ Jhana hoặc là Jhana, rồi phần thứ hai là quán là Vipassana. Vipassana là nhìn sâu. Thì nghe rắc rối vậy đấy, nhưng mà đơn giản lắm. Thí tỷ như hai đứa nhỏ nó đang thở, nó hai đứa nó đập lộn nhau, nó dịch. Thì mẹ nói, Phật đâu rồi? Phật Brandon với Phật Quý Sinh đâu rồi? Hai đứa quảng hồn chạy rồi hết. Thì thông thường là cái thân mình nó chạy tùm lum và mình phải dừng trở lại để cho nó định. Và nó định tâm thì mình mới sáng suốt, mình mới thấy. Đó. Thành ra hai đứa nhỏ nó định bằng cách nó thở. Thở ra, thở vô, thở ra, thở vô. Hồi nó thực nhớ là đây là anh mình chứ không phải là gì, đây là em mình, chứ đừng có quánh lộn với nhau. Thì nó nhớ hai đức Phật đó mẹ, đưa tay ra ồn. Thì muốn dừng trở lại cái sự mà kéo đi bởi cơn giận, kéo đi bởi cơn sợ, kéo đi bởi cơn tham, thì mình phải dừng trở lại. Thành ra quý vị qua đây, nếu mà quý vị biết được sống 3 ngày nay mà nếu mà sống đàng hoàng như cái ngày đầu quý thầy quý sư cô chia sẻ thì quý vị cũng đạt được chỉ. Tức là mỗi lần mà có chuông đồng hồ reo tinh 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 thì mình dừng trở lại, mà không phải dừng nói không, mà dừng suy nghĩ luôn. Dừng suy nghĩ tại vì cái tâm suy nghĩ mình nó chạy, chứ cái miệng không quan trọng bằng cái tâm đó. Cái tâm nó chạy, cho nên khi mà có tiếng đồng hồ tiếng tình đó là mình dừng cái miệng rồi lại, cho nên mình dừng cái tâm mình rồi. Mình dừng cái tâm thì mình có thể một là chấm nhắm mắt, hai là mình nhìn cái hoa lan trước mặt, hay là mình nhìn cái cục gạch trước mặt, mình thở vào khỏe, thở ra. Rồi mình định vào cái không khí đi vào trong phổi mình, rồi mình định cái tâm mình để ý cái không khí đi ra khỏi tâm mình, trong thân mình, và ra và ra ba hơi, rồi mình mới bắt đầu nói chuyện. Sư cô sẽ thuyết pháp, dành chút nữa sẽ có đồng hồ reo thì sư cô cũng ngừng, và ngừng sư cô cũng sẽ quên, không biết sẽ nói gì tiếp. Định trước cái đã, rồi xong rồi đó thì sư cô mới nhìn sâu trở lại, mình sẽ nói tiếp như vậy. Thì cái định đó là Vipassana, xin lỗi, định đó là Dhyana, là stopping, tức là chỉ. Thì trong khi chỉ thì là không nói, không làm, không suy nghĩ, mà cái tâm mình nó vẫn chưa định. Đôi khi mình dừng nói rồi, mình dừng suy nghĩ rồi mà nó tâm nó chưa định, nó vẫn chạy. Thì lúc đó mình phải tập đi, mà đi nhưng mà cái tâm mình vẫn định ở trong cái bước chân. Thành ra bước một bước dừng lại này, dừng suy nghĩ này, dừng lại. Thì mình để ý khi mình ngồi thì mình để ý cái hơi thở vô, hơi thở ra. Bây giờ mình hơi thở vô, hơi thở ra bao nhiêu lần. Giả sử như đang ngồi trong một cái bàn, mấy người bạn nhân viên cùng sở làm nói mấy cái điều rất là quan thức mà rất là bậy, mà thiếu điều mình muốn hét lên. Mình nghĩ mình nếu mình hét thì không có lễ độ, tại người đó là cũng là một vị sếp của mình. Thành ra mình sẽ nói, nhưng mà mình sẽ nói hay hơn. Thành ra mình để ý hơi thở vào, hơi thở ra, mà người đó tiếp tục nói những cái không dễ thương thì mình làm sao mình định nổi. Thì mình phải đứng dậy mình đi thiền hành. Dạ, chút nữa em sẽ trở lại, em chút nữa, làm như là mình bắt đi toilet hay gì vậy đó. Rồi mình đứng dậy mình vào ra khỏe nhẹ, vào từ khóa phải
xong rồi nó qua mình và tức quá tôi phải nói gì và mình đi 10 phút 15 phút thưa quý vị, ở trong mấy sư cô tôi cũng có vậy, có nhiều khi đang hồn tự nhiên có một sư cô đứng dậy giống như mũi tên phóng ra ngoài đi không nói vậy, một hồi trở về mặt cười tươi rói nói đàng hoàng, thì đó là mình chỉ bằng cách và đi ra ngoài thì vào ra để ý cái sự va chạm giữa cái đuôi quốc mình dài mình với mặt đất thôi, vào ra bè thì chỉ cần thực tập bao nhiêu đó đủ rồi. Rồi khi mình về khi nghe tiếng chuông thì mình cũng dừng rồi mình cũng thực tập. Rồi quý vị về nhà mình đâu có chuông, thành ra có cái điện thoại cầm tay khi nó bắt đầu tới tinh 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 vào mình biết rồi là, thì mình trở về và mình ráng canh cái điện thoại mình nó reo 3 lần 4 lần thì mình cho nó reo 2 lần mình phải vào ra và ra rồi thì mình có kịp dừng trở lại dầu một chút, nó cũng là một cái luyện để tập dừng trước khi mình phát ngôn bừa bãi. Thì là mình thở hai hơi rồi mình bắt điện thoại lên. Thì có một đứa bé mới có 11 tuổi, nó đi về làng Mai, nó thấy thầy sư cô để có tiếng chuông cái dừng trở lại. Thì nó tối buổi tối tụi con trình diễn văn nghệ dọc chọc quê với thầy sư cô. Nó mới vừa bắt đầu ăn cái bánh sandwich, cái nó mới hạ miệng ra cái tiếng chuông, cái nó bỏ miếng sandwich lên miệng. Nó là bộ nó thở ra thở vô để nó chọc với thầy với sư cô đó. Đó, tụi con nghe lời với thầy với sư cô vậy, ăn sandwich thì hạ miệng ra rồi để cái miếng sandwich ra. Rồi bọn khác thì nó đi, nó bộ nó khiêng cái thông nước, cái nó vừa dở cái chân lên cái nghe tiếng chuông cái nó để cái chân hỏng lên. Vậy mà nó về nhà có tuần lễ sau nó viết thơ sư cô ơi, con vô trường chứ con đang đọc cuốn sách, có thằng nhỏ nó đứng ở sau lưng nó ấu con một cú út cho là đau, con say trở lại rồi con sức đánh lộn với nó, con thở từ từ tại vì tập thở đó mà. Để có cái gì dầu là tiếng chuông đồng hồ hay là cái gì đụng tới mình thực giật mình thì phải thở nó bừng quá đánh chắc đứng không có lời, sao con chạy kêu thầy giáo để cầu cứu, nhờ thở mới kêu thầy giáo chứ nếu không thì nhà vô đánh túi bụi rồi bên kia cũng đánh mình túi bụi xong. Thành ra nít nhỏ 7-8 tuổi 9-10 tuổi đều thực tập được. Quý vị đi về là dạy cháu ngoại cháu nội liền, nội thiền chỉ thiền quán, bà nội đi về dạy cháu thiền chỉ thiền quán trở thở để trở về với Phật của mình chứ đừng là ma. Thì có cái ngày mà sư ông mà tìm ra được cái kinh quán niệm hơi thở là mình dựa trên cái hơi thở để mà mình đi từ chỗ thấp lên chỗ cao thì sư ông mừng quá. Hiện ra trong thầy thì sư ông thích giới thiệu là theo truyền thống Đại Thừa. Đại Thừa có những kinh hay lắm, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Bảo Tích, kinh Kim Cương, những kinh tuyệt vời. Và những cái tuệ giác của nhân loại bây giờ cũng công nhận là mấy cái tuệ giác này không có gì hơn được. Tôi không biết một quan vị linh mục One Foot, ổng là một vị linh mục Jesuit, tức là một cái dòng tên mà dòng giỏi lắm. Và ổng thuộc lòng kinh Pháp Hoa, đi tới đâu chỉ giảng kinh Pháp Hoa. Đạo Thiên Chúa mà đi đâu giảng kinh Pháp Hoa, có xin lỗi, kinh Cầm Hoa Nghiêm. Ổng thuộc lòng kinh Hoa Nghiêm, đi đâu giảng kinh Hoa Nghiêm hết rồi. Mỗi lần nói tên vị linh mục đó tôi biết là ổng muốn xin tới giảng kinh Hoa Nghiêm phải không? Thì biết rồi. Thì đủ biết là những kinh Đại Thừa thì hay, nhưng mà vì hay quá mà mình không có những cái kinh căn bản như quán niệm hơi thở, thành ra có nhiều khi mình giận thì là giận, mình tu cũng lâu rồi mà mình cũng không biết làm chủ trong giận. Thành có nhiều khi mình đã người tu mà cũng có ông thầy quánh học trò thì không giống ai hết, tại trong đạo Phật đâu có quánh tới vậy, mà tại vì mấy cái kinh căn bản là lạc mất rồi, thành ra mình phải nhớ.
cái kinh căn bản là kinh Quán Niệm Hơi Thở. Thành ra người Phật tử nào Đại Thừa, Tiểu Thừa, Kim Cương Thừa gì cũng phải đọc kinh Quán Niệm Hơi Thở. Kinh Quán Niệm Hơi Thở là 16 cách thở mà Phật dạy. Thì sao ông có những cách mà dạy giảng những cái bài rất hay, sao ông cũng mới đi qua rất nhanh 16 bài thở. Thì sau đó là sao ông còn làm hệ thống hóa và mấy thầy Nam Tông phục mà thương lắm. Tại vì con đi học theo Nam Tông mấy chục năm mà con chưa có được học những điều này, mà những kinh Nam Tông thì thầy nó nói 16 hơi thở trong kinh Nam Tông, trong kinh Đại Thừa cũng có, nhưng mà lại mấy kinh khác hay quá cho nên bỏ lỏng bỏng ở chỗ này một cái kinh hơi thở, Quán Niệm Hơi Thở nói đơn tơ mơ không có nói rõ, rồi một chỗ khác thì cũng kinh Quán Niệm Hơi Thở mà nói không có rõ ràng. Thành ra sao muốn mình học nắm vững con Phật và phải nắm vững 16 hơi thở. Thì bốn hơi thở đầu nó thuộc về cái thân, bốn hơi thở kế là nó thuộc về cái tâm mình. Xin lỗi, về tâm. Rồi thì bốn hơi thở kế nữa là chi tiết hơn, tức là về cái biết là bốn hơi thở đầu là thân, kế mới là thọ, cảm thọ, cảm thọ. Rồi kế nữa đó là tự tâm, rồi kế nữa là đối tượng của tâm. Thì cái không để cho cái gì lướt qua thôi chứ không có thời giờ, thì mình phải ở mình ít nhất một tuần hay là hai tuần hay ba tuần, thường thường sau có thể pháp tu 21 ngày thì học đủ đầy đủ những cái vận hành của tâm rất là màu nhiệm. Và các nhà tâm lý trị liệu của Tây Phương cũng phải tới học, nhưng mà tới học nó khác với cách học ở đời. Tức là các nhà tâm lý trị liệu tới học với sư là cũng phải đi thiền hành, phải thở, phải dừng khi tiếng chuông điện thoại reo, phải dừng khi chuông để luyện mình. Tại vì cái luyện, cái sự tu tập mình nó phải đi chung với cái sự luyện tâm mình, nó định hơn, nó sâu hơn, cái thấy nó mới rõ hơn. Thành bốn hơi thở đầu là thấy Phật rất là khéo, mình rất là dễ thương. Tức là mình đang ngồi đây, mình đâu có nhớ là mình có đang thở, nhưng mà không thở là chết sao? Nhưng mà Phật nó dùng cái cách là đó, bây giờ bài tập thứ nhất là quý vị đang thở ra vô, và người nào nhớ ai thở ra ai thở vô, thì cái bài thứ nhất là tôi đang thở vào và tôi biết tôi đang thở vào. Tôi đang thở ra và tôi biết tôi đang thở ra, thì cái bài thứ nhất luyện dễ ở thôi. Tôi đang thở vào, tôi đang thở ra, tôi đang thở vào. Đó là thứ nhất. Bài thứ nhì là luyện để cho mình đi theo hơi thở, cái tâm mình đi theo với hơi thở, và thì cái tâm mình định và hơi thở là tôi đi hết rồi. Rồi cái tâm mình định với hơi thở là à, mình thấy cái hơi thở mình hơi nhanh, thở vào, thở ra, hơi thở cứ hơi nhanh, tôi biết là hơi thở cứ hơi nhanh, tôi vẫn tiếp tục và ra hơi thở thứ hai nữa và ra. Mà khi mình để ý tới hơi thở mình thì hơi thở mình nó nịn hơn, nó sâu hơn. Cũng có bao nhiêu lá phổi đó thôi, cũng có bao nhiêu không khí trong phổi thôi. Nhưng mà khi mình để ý tới hơi thở thì hơi thở nó giống như nó được make up, nó được làm đẹp ra. Thành nó để ý tới đang vào, ra. Chứ ban đầu thì mình thở vào thì nó ngắn, nhưng mà mình để ý hơi thở vào, ra, thì cũng từng ấy lá phổi, cũng từng ấy không khí trong phổi, nhưng mà cái hơi thở mình nó mịn màng hơn. Và ra, thì đó là bài tập thứ hai. Thì để ý là tôi đang thở vào một hơi ngắn, tôi biết là tôi đang thở vào một hơi ngắn, thở ra một hơi ngắn, tôi biết tôi thở ra một hơi ngắn. Xong thở hồi chừng 10 hơi, 20 hơi, tôi đang thở vào một hơi dài,
Tôi biết tôi đang thở vào một hơi dài, tôi thở ra một hơi dài, thở ra một hơi dài. Thành cái hơi thở của mình nó nhịn hơn, nó sâu hơn, nó tĩnh lặng, nó vào sức sâu trong cơ thể. Thì bài mới bài thứ hai là khá rồi đấy. Bài thứ ba thì mình mới để ý toàn thân mình. Mình có đầu hơn, đầu này tôi cao đầu. Còn người khác thì tôi có tóc dài tới đây hơn, tôi tóc dài hơn. Thì mình có đầu, có mắt, có mũi, có mặt, có thân thể. Tôi ý thức toàn thân tôi, từ trên đầu xuống đến tận chân, bàn chân tôi. Tôi ý thức toàn thân, có đầu, có mặt, có cổ, có ý thức toàn thân. Thở ra tôi mua thư của toàn thân. Và cái bài ý thức toàn thân là bài thứ ba. Bài thứ tư là buông thư toàn thân. Tôi buông thư cái này, buông thư đây, buông thư đây, buông thư toàn thân. Thở ra tôi buông thư toàn thân. Thở vào tôi ý thức toàn thân. Buông thư toàn thân. Thì cái đó là thần đầu, bốn hơi thở đầu, bốn hơi thở kế. Thì mình thật dạy là dĩ nhiên trong tâm mình có những cảm thọ vui, buồn và trung tính. Tức là vui ai cũng khen mình, trong mình khỏe bắn, không có bệnh hoạn, vui thì gọi là lạc thọ. Rồi có những cái cảm thọ khổ thọ, cho mình thức dậy xong mình nhức chân quá, nhức đầu quá, thì đó là mình đang có khổ thọ. Hoặc là cái đó là khổ thọ về thân, nhưng mà cũng có khổ thọ về tâm. Có người khen mình quá, mình nói mình cũng chẳng hay gì mà sao nghe khen mình nghe cũng dễ chịu. Thật ra cái đó là lạc thọ. Nhưng mà rồi thì được ai chê mình, chê chặt lắm, mình cũng bực mình như thường, mình cũng khổ thọ. Thành ra cái khổ thọ là mình, nhưng mà có những cảm thọ nó không hạnh, không vui và không buồn thì gọi là xả thọ. Thì tu á là mình phải quán chiếu những cái cảm thọ của mình. Lạc thọ thì nhìn sâu thì phải lạc thiệt thôi. Nên ta định mình để ta cầu cảnh cái gì mà không có đàng hoàng, thành phải cả quá trình nhìn sâu cái lạc thọ có trúng thiệt không, lạc thọ không. Khổ thọ thì có phải đúng khổ thọ không? Nhưng mà cái phần thứ ba xả thọ, cái tỷ như người đây không có nhức răng, không có nhức đầu thì xả thọ thế. Nhưng mà nếu nhìn sâu thì không phải xả thọ đâu, đó là lạc thọ thứ sâu đó. Tại vì quý vị chuẩn bị mấy tháng mới được đi đây, rồi còn ghi tên, rồi còn mua giấy máy bay, rồi không biết là mua mà đợi tới gần sát nút quá thì mắc máy bay cao quá, rồi kịp đi không, rồi có chuyện này chuyện kia thôi. Nhìn sâu thì đây là không phải xả thọ, đây là lạc thọ. Thành ra mình phải nhìn sâu những cái xả thọ, tức là những cái không vui, không buồn trở thành vui hết, là hạnh phúc hết. Không phải bất ngờ mà quý vị được ngồi ở đây. Cũng rất là may mắn, cũng nhờ thầy Minh Huy, rồi nhờ người bạn này, rồi nhờ người bạn kia, rồi ghi tên kịp thời, rồi ở bên đây nó hết chỗ rồi, thì nó hết chỗ nó năn nỉ, không cho ở chặt chút cũng được. Rồi cuối cùng nó thôi được, thôi mua giấy máy bay đi, thì đang là xã hội tự nhiên lạc thọ liền. Rồi mình đang đi tơ lơ mơ ở ngoài thôi, tôi đang không có pháp thoại, chưa tới giờ ăn, thì mình đang xã hội. Nó không phải xã hội, đi đẹp quá, nhìn kỹ đi. Ồ, cây sao màu xanh lá, lá đẹp, tức là đẹp. Thì hồi xưa mình có đi Thái Lan, mỗi lần mình qua Thái Lan mà nó 8 tháng 9 là còn nóng như lắm. Sao kỳ này mà mát như vậy? Lần mai mình tuốt ở trên núi mà, thành ra như vậy, đỡ hơn. Thành ra mình từ xã họ lạc họ liền. Tôi được đi thiền hành đây là trời ơi, mấy thầy mấy sư cô cách đây 7 năm tôi qua đây. Thấy toàn đá không, bây giờ thấy tre, nào là phượng vĩ, nào là bích đào, tha la, được nhiều cây đẹp lắm. Thì mình đang xả thọ, mình trở thành lạc thọ hết. Thành cái đó là cách tu để mình đổi xả thọ thành lạc thọ. Còn khổ thọ thì tôi cũng rời đang có khổ thọ, cái đầu gối hơi đau. Nhưng mà
May quá có một sư cô giỏi lắm, bấm thôi chín rồi hết đàn, hên quá. Thành ra nhờ cái khổ thọ đó bây giờ thành ra khỏi đi đứng đàng hoàng. Thành ra như vậy, tu là mình nhìn sâu vipassana từng thọ của mình, từ cảm thọ của mình lạc thọ. Ok, tại mình chưa chắc thì mình giỏi thiệt, đừng có ham gì đó, người ta chê mình cũng buồn gì. Rồi trung tính tức là xả thọ thì mình cũng hạnh phúc. Rồi thì là có một cái trường hợp, một tôi nói chuyện một cháu bé thôi, đôi khi người lớn dẫn đến dẫn nhờ cậy. Có một bé nó đi làm mai một mình với má với hai chị em gái, nhưng mà không có ba đi. Tôi hỏi tại sao con đi mình, bố con đâu? Và bố con vẫn còn ở bên Thụy Sĩ, không có đi. Thì tôi mới hỏi là sao vậy? Bố con dễ ghét. Mỗi lần mà con té là bố chạy, thay vì tới ôm con, tôi nghĩ con tôi cũng phải tẩy đâu. Sao mà mẹ ngu như vậy, mày đi như thế nào mà để mày té? Rồi cái mỗi lần mà con có một bữa nó mới gần đây nè, con đạp xe đạp xong lật té chảy máu mũi, thay vì chạy lại lo cho con, mẹ con thì chạy lo cho con. Còn bố mẹ không có nên thân gì hết, đồ ngu đi xe đạp mà đi trên mấy cái con đường này đấy, là mẹ thằng con ghét nó, con ghét bố con đó. Mai mốt con mà lớn, con mà té con chạy được con ôm con nhìn con trai thôi quá. Thì mới đó thì nó ở làng như tất cả mọi người, để mỗi lần nhớ là được dạy, mỗi lần dạy là không có được đưa cái mặt xấu của mình ra, mà mình phải trở về với hơi thở, thở vào đi thiền hành. Chứ đừng có mình giận rồi mình đưa cái mặt xấu mình ra rồi mình gây với em mình là không đúng, là người tới tu tập có làm ai. Thành ra hãy con giận thì con phải trở về hơi thở nhớ nha. Và chẳng không cũng xin quý vị người nào mà có nghe của dạng này thì mỗi lần giận đừng có đưa cái mặt xấu mình cho con gái mình, con trai mình, con dâu mình, hay là ba đứa nhỏ, hay là mẹ đứa nhỏ. Nhớ để giận cái mặt xấu, nếu mà phải đưa cái mặt cái kiếm lên dầu thi. Thành ra mình phải tập phải giận là không có đưa cái mặt xấu, trở về với hơi thở ngon. Mà người kia ngồi trước mặt là cái mặt xấu, cũng vẫn còn xấu như thế, thôi mình đứng dậy mình đi về ngành cho nó. Chút xíu nữa tôi sẽ nói với bạn. Rồi mình đứng mình đi. Thì thằng bé mới có 2 tuần, tuần thứ 3 thì nó thấy em nó đang chơi trên xích đu với mấy đứa con gái khác, đấy cái mặt đấy cười ha, đấy cái mặt quá té ụp mặt xuống. Thì con bé liền chỉ nó, thì mẹ nó với tôi cũng ngồi cái bên nhà vô mình chạy đi tìm bạn rồi chăm sóc cho bé. Còn cái chú bé 10-11 tuổi rồi đó, nó bỏ nó đi về nhà. Thì chừng nửa giờ ngồi sau thì nó lại nó kéo nắng tôi, sư cô con có một chuyện quan trọng lắm. Thưa sư cô, chuyện hồi nãy mà em con té, tự nhiên trong đầu con nổi lên một cái đồ ngu, không có thể tưởng tượng mà nó ngu mà chơi xích đua một cách ngu ngốc như vậy để cho cái mặt ụt xuống để cho... Thì lúc đó Mai Phước là con được với sư cô dạy là giận không có được đưa cái mặt xấu ra, không có được nói gì hết. Thì con trở về với hơi thở, con đi thế nào, con đi vào ra khỏe nhẹ đi hơn ra. Con chưa có chửi em con buồn, nếu mà con la em con buồn thì giống hết ba con rồi. Chính ba con là cái người vẫn la lối với đứa nhỏ mỗi lần té. Hình ra như vậy là con dừng được cái điều đó. Nhưng mà con tiếp tục đi nữa, đi. Vào, ra, khỏe, nhẹ. Ít chẳng. Mà con đã hứa với sư cô là con không có chửi em,
không có, khi nó bé là con của con, mai mốt con lớn của con thì con không có la nói lắm, con đã hứa rồi mà con vẫn làm vậy thôi. Thì như vậy là con bị cái thói quen của ba truyền tới con, rồi con là nạn nhân của ba, nạn nhân của thói quen la hét của ba. Thành ra vì vậy thì nó không có vipassana mà nó vipassana, tức là thiền chỉ, là chỉ theo dõi hơi thở vào vào ra ra vào vào ra ra, mà nó chỉ thể chỉ. Nhưng mà vì chỉ thì cái tâm nó định thôi, cái tâm như là cái hồ nước mà không có sóng, thì hồ nước mà không có sóng thì mới thấy rõ mặt trăng, hồ nước mà không có sóng sánh thì mới thấy được tre đây trúc đây, cái này cái kia. Thành ra nhờ cái hồ nước không sóng sánh thì nó đang vipassana, nó đang thiền quán, mà nó không biết là nó đang thiền quán, nó chỉ biết là ôi hơi quá, con không có lặp lại những cái tập khí sống của bà, nó hay quá. Rồi nó nhìn sâu thì nó cũng không nghĩ là nó nhìn sâu mình đó. Nếu mà con đã không muốn bắt chước những cái tánh xấu của ba thì ba cũng đâu có muốn có những cái tánh xấu đó, nhưng mà ba cũng là nạn nhân của sự cao kiền, cái tánh hay hét hay la của ông nội hay của ông chú hay của ông bác gì đó. Thành là ba cũng là nạn nhân. Khi mà nó thấy ba không phải là cái anh chàng dữ dằn la lo lối nó, mà ba là nạn nhân thì nó thương. Để hiểu được cái nỗi khổ của ba thì nó thương. Thành ra có nhiều người bố mình nghiện rượu, ghét thù bố, nhưng mà nếu mình nhìn sâu đôi khi bố tập khí của ông nội, của cái dòng họ bên nhà của bố là ương rụng lắm. Ví dụ như mình thấy là mình thương, để thương mình thương thì mình mới có đủ bình tĩnh dịu dàng ngọt ngào để năn nỉ người kia đổi cái tánh đó. Cho nên nếu mà không có hiểu những cái tánh xấu đó thì mình chỉ ghét thôi, mà khi mà mình đã thiền quán rồi không có ghét ai được, người giữ cách mấy cũng không ghét được. Thế tự nhiên là có một lúc có nhiều người trẻ chưa biết, nhưng mà hồi xưa cô còn trẻ, thì cô năm nay mới có 80 tuổi trẻ, 80 years young, nó 80 years old. Tại vì hồi đó thuyền nhân nhiều lắm, có nhiều người sợ cộng sản trốn ra đi, thuyền nhân rất nhiều, thì đi trốn đi thì mình bán nhà cửa, mình đem theo đô la, đem theo vàng, mà đi tới nơi thì ra dưới biển thì hết, đi lạc hướng, thì có những người đánh cá, có những người đánh cá mà họ thấy người thuyền nhân này thì đói khát vậy, mà cho nước uống, mà cho cháo ăn, xong rồi họ giật đô la. Chỉ như mấy người thuyền nhân đâu có cho giật qua giật lại thì quánh người cuối cùng đá xuống biển. Thành có nhiều người thuyền nhân bị đá xuống biển chết. Rồi có nhiều khi có nhiều cậu là một người đánh cá Thái Lan hay là Mã Lai rất là nghèo, là được chủ mướn đi làm một ngày trả nó 10 đồng, mà bây giờ đi ra ngoài biển thấy cô gái đẹp quá, thì cái dục tình của mấy người thanh niên tự nhiên nó nổi lên và nó muốn hãm hiếp. Thì bố mẹ làm đâu cho con hãm hiếp thì chống ra đây, thì hai bên chống qua chống lại thì đẩy xuống biển chết nhiều. Thật người Việt Nam là mà đi ra ngoài bắc rất ghét người Thái Lan với người Mã Lai, và họ nghĩ là Thái Lan với Mã Lai là hải tặc hết. Thì sư ông viết một bài thơ, và buổi sáng nó thiền quán rồi sư ông mới mời tất cả đệ tử xong lại, trong đó có những người bạn nữa, mấy ông cha, mấy ông linh mục, mấy ông mục sư. Thì thầy mới nói là này con, quý vị đừng có nghĩ là cái người hải tặc kia với tôi là khác rồi. Nếu cách đây mấy chục năm trước mà tôi không được cha tôi nhìn nhận, tôi chỉ được mẹ tôi đẻ ra mà mẹ cũng không biết cha là ai. Nếu mà tôi lớn lên tôi đói, mẹ tôi có khi có tiền thì cho tôi ăn, có khi mẹ không có tiền thì tôi đói quá, không có ai, tôi ăn cắp. Thằng bé đó nó phải ăn cắp tại vì nó đói.
Tại vì những người có bánh ăn không có cho nó, và những người có tiền có gạo ăn không có cho nó. Thành ra nó phải cái sự sống còn của nó phải ráng làm. Còn tôi thì tôi là thầy của mẹ, tôi có cha nuôi tôi đi học, có mẹ lo cho tôi có anh có chị, tôi có thầy giáo rất là hiền từ tốt. Rồi lớn lên tôi đi tu, tôi gặp thầy tốt, bạn tốt, tôi trở thành một người rất là giỏi. Những cái hiểu biết của tôi, hiểu biết của thầy tôi là những hiểu biết của bụng chứ đâu phải gì của tôi. Tôi học được rồi tôi thành lập, tôi thực hành được rồi tôi chia sẻ với gì. Thành quý vị nói tôi là một vị thiền sư rất giỏi, còn tên hải tặc tặc kia thì đáng cho nó chết. Thiệt ra tôi cũng không có tên hải tặc đó. Nếu mà ba tôi không nhận tôi, nếu mẹ tôi không lo cho tôi, nếu tôi đưa ông nói không có ai lo cho tôi, tụi tôi không biết tôi có dễ thương không, cái mẹ hải tặc không. Thì khi sau nói như vậy rồi, sau mới đọc cái bài thơ hãy gọi đến tên tôi, cho tôi dịch mình tỉnh thức để cho cánh cửa có hiểu và có thương tỉnh dậy, giúp tôi hiểu được, thương được tất cả những người rất khó hiểu và rất khó thương. Thầy khi sơn nói như vậy thì có một vị mục sư đứng dậy lại sơn xin phép được ôm sơn để cảm ơn. Tại vì chưa bao giờ mà ai nói những cái lời rất thân sâu, không khác gì chính cái tôn thôi. Cái kí tôn có nói người ta quấn mình bên đây, mình đưa cái mặt bên trái để cho nó quấn, đừng có gây lộn, đừng có đánh lại. Thành ra cái bài đó, cái bài thơ đó, sao người ta phổ nhạc hát nhiều. Chút nữa có giờ tôi sẽ hát cho mọi người nhé. Nhưng mà ý muốn nói là nhờ cái bài thơ đó mà các tổ tiên Thái Lan Mã Lai được cưng sẽ thành con của sẽ lạc qua bên này thôi. Một nhóm người đó ở phi trường, một nhóm người đó ở biên giới Campuchia, một nhóm người đó ở biên giới Lào. Nó đi tới nó từ cái chỗ này, xin thưa thì quý vị, 80%, 90% đóng góp từ một miếng đất rất to cho tới những khu nhà này của người Thái Lan đó. Là đó là các tổ tiên Thái Lan thương cái ông thầy này. Dạ, mấy đứa nhỏ giỏi quá, không biết mình có giỏi bằng không nhỉ? Ít nhất ông thầy là dễ thương lắm. Đó. Thành ra nếu mà mình được cái phước mà có được một cái nơi tu học đây, và các tổ tiên Thái Lan thương, mà hồi trên không đi đón thì nên mình rất ghét với người cảnh sát Thái Lan. Để có cảm tưởng cảnh sát với hải tặc cũng dính dính với nhau. Không có đúng, mình vừa phải đòi mình vừa qua là có một ông cựu cảnh sát cho mình cái khu vườn rất lớn, có nhiều nhà cửa, mấy thầy ta, mấy sư cô ta ở. Rồi còn một cái khu vườn khác, không có nhà cửa gì hết, thì nhà mẹ của sư cô đi nghiêm, rồi mới xây lên thiền đường bằng lá, bằng cây. Thì đủ thế là chỉ thiền chỉ, thiền quán mà mình thực tập được rất nhiều. Anh quý vị đừng coi thường, 3 ngày cũng được. Phải chỉ đàng hoàng, quán đàng hoàng để hiểu, để thương. Thì cái bài kế đó, thì là bốn bài đầu là vào biết phải vào, ra biết phải vào. Bài thứ hai là theo dõi có dài tới đâu, ngắn tới đâu, rồi buông thư. Thì mình mắc lo theo dõi là cái tâm mình không có nghĩ tới chuyện này chuyện kia, thành ra cái tâm mình nó từ từ nó định. Rồi cái tới phần bốn bài kế là nói nhớ tới những niềm vui. Tại vì trước khi mà bác sĩ mà cho mình giải phẫu thì bác sĩ cho mình thuốc bổ này, cho những cái khỏe trong người rồi mới họ mới giải phẫu. Thì cũng vậy, trước khi mình cần giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc đời là phải nhớ tới những cái điểm may mắn của mình. Tôi mới mất sợ là trải qua, nhưng mà tôi nhớ tôi rất giỏi về cái phần mềm này. Mỗi lần tôi vô mới thi là vừa thấy tôi trình bày xong là người chủ mình đã nhận liền. Sở dĩ mình mất sợ là tại cái hãng này nó đang lỗ thì nó bớt người thôi. Nhưng mà chắc chắn của mình thì mình nhớ cái phần tích cực. Tức là tuy mất sợ nhưng mà tôi có khả năng. Thế mà tôi cũng tìm ra một chỗ hay. Mình thấy tự nhiên tôi mất một người bạn không dễ thương thì mình đang buồn. Mình có 5, 6, 7 người bạn dễ thương mà. Nhớ tới bạn dễ thương này, bạn dễ thương kia.
kia. Tức là mình phải nhớ tới phần vui trước. Thì cái bài tập thứ sáu, thứ năm là phải tiếp xúc với cái hỷ. Hỷ là cái niềm vui. Rồi cái bài học thứ sáu là phải tiếp xúc cái lạc. Lạc là nó sâu hơn vui, nó có hạnh phúc. Thế mà mình nhớ tự nhiên trong kinh hay nói là mình đi giữa sa mạc đói quá, khát quá, nhưng mà thấy một cái lùm cây ở đằng kia, thì là mình vừa thấy lùm cây là mình hỉ. Nhưng mà vào tới lùm cây rồi có một ngụm nước suối rộng rãi, uống được mấy nước rồi thì mình có lại. Thì cũng vậy, thì mình nhớ tới những niềm vui trước, rồi mình nhớ tới cái gì sâu sắc của cái niềm vui đó thì mình có lại. Rồi cái bài tập thứ bảy ấy, thì mình mới nhớ tới cái sự kiện đi đương thời của mình. Mình đang có niềm đau, và niềm đau đó là mới mất sẽ làm, ví dụ vậy. Thì mình nhìn sâu cái niềm đau. Mình có khả năng mà mình giỏi phần mềm lắm, mỗi lần vô trình bày thì nó cũng cho nữa. Mình có cái này, mình có cái kia, mình nhớ tới những cái phần tích cực. Sau rồi còn tích cực chó, nhờ mình đủ sợ, thành ra mình được đi Thái Lan chơi. Để dự một tuần, hai tuần, ba tuần tu tập ở đây, thì cái đó cũng là phần mình vui. Rồi mình về qua đây mình khỏe rồi, cái mình trở về cái mình người mình khỏe khoắn tươi mát như một cành hoa vậy, làm đi tới đâu cũng tìm sẽ làm được, không lo. Bài thứ bảy là ý thức một tâm hành không vui. Thứ tám là an tịnh tâm hành không vui. Tới phần thứ chín, thứ mười là tâm ý của mình. Thì cái tâm ý chỗ này chắc thì không có nói tới mà sao mình hơi sợ thở. Mà tại vì trong tâm ý nó có những cái phần rất quan trọng. Có 8 tâm vương, rồi 51 tâm sở, đã nói cái gì chưa học khoảng nói. Nhưng mà bây giờ nhớ là trong trong những tâm sở của mình có một cái tâm gọi là tri giác. Tri giác tức là quý vị đang nhìn sư cô chân không đây, mỗi người có một tri giác về sư cô chân không. Nhưng mà nếu mà tôi có cái chiến hiển vi hay chiến chấp là chiến chấp niệm nhìn vô, thì trong sư chú có một hình ảnh sư cô chân không khác, chứ trong sư cô này có một hình ảnh khác, người này có một hình ảnh khác. Thì tôi thấy rằng 300 người ở đây thì có 300 cô chân không, không có cô nào đúng là cô chân không. Tại vì cái đó cho nên có những khi quý thầy thì là tôi tưởng có như vậy. Nhưng mà thiệt ra tôi chỉ thấy được có một phần mười của cổ. Và tôi giỏi nhất rồi, tôi có đọc 4 cuốn sách mở theo rộng lớn con đường đi theo sư ông đó. Thì mình biết được, đọc hết 4 cuốn rồi thì mình tưởng là mình biết nhiều nhất 8%. Còn 92% còn lại là cái gì vẽ trong đầu vì cô chân không, không phải là sự. Và trong kinh nhiều chư tổ nói là tâm như họa sinh, thì tâm của mình giống như một họa, mình chỉ thấy mới có nhiêu đây rồi mình lấy màu mình vẽ tiếp, thì cũng có gì khó. Mà cái này nó chính là cái hạnh phúc của mình. Thì tỷ như mình là một cái người con trai rất là kém bệnh, gặp cô nào mình cũng chê. Và bữa đó mình gặp cái cô đó, trời, dậy tóc dài, cái mặt xanh, có vẻ kính yếu, có vẻ nó té, nhưng mà rất là mong manh, con mắt hiền, không có giống mấy cô gái đẹp khác. Mà tại sao đúng là cái người này mình yêu, chờ đợi cả đời, đúng là người mình chờ đợi cả đời. Bé là có 9% mà. Tới chừng mình cưới cô về rồi thì cái tánh thứ 10 của cô không có giống thì mình chờ đợi. Tánh thứ 11 lại càng không giống nữa. Tánh thứ 12 càng làm mình nổi điên thêm. Tánh thứ 13 thôi nhiều cái tánh ghê quá. Thời mẹ tôi còn gạt ba nó. Hồi trước bà đâu phải vậy. Bây giờ ba vẫn đủ. Thực hiện là cái phần 91% là tại vì ba vẽ, cái mẹ đâu phát hiện cái tánh đó. Mẹ có tánh tại vì gia đình của mẹ được nuôi dưỡng bằng cái
tập quán đó, cái giáo dục đó người ta hành xử như vậy đẹp lắm. Còn ba thì được nuôi dưỡng bằng một cái hành xử khác. Thành ra ba tưởng là như vậy mới đẹp, nhưng mà má nó như vậy mới đẹp. Thì không có sao, một cái ông đó người Bắc, một thanh niên người Bắc rất là thanh tú, rất là dễ thương, gặp một cô gái Việt Nam, miền Nam Việt Nam, cũng thanh tú, cũng dễ thương, gặp nhau ở Singapore, hai người nói tiếng Anh như gió. Bố mẹ bên này cũng giỏi, bố mẹ bên kia cũng môn đăng hộ đối. Rồi quen nhau 5-7 tháng, một năm đám cưới. Đám cưới về mới 2 năm. Ôi sao là khác quá vậy. Ở ngoài Bắc mình nghĩ như vậy là đúng, mà trong Nam nói em nói không được. Thì cô nói là em nói làm như vậy không được, ở trong Nam làm như vậy là kỳ cục lắm. Nó nói không, như vậy là mới đúng. Thì cả nhau đó là thì cũng tại vì phong tục tập quán mỗi nơi mỗi khác, chứ không có gì hết đó. Nhưng mà cái quan trọng là mình cứ tưởng như vậy mới đúng, còn người kia trật lắc ra rất là khó. Thì quý vị phải có dự một buổi gọi là làm mới tình thương trong gia đình, làm mới tình mình đối với chồng mình, với vợ mình, làm mới tình mình với con trai, con gái, làm mới tình mình với chị dâu, với mẹ của ảnh, hay là mẹ của chị, hay là bà của ảnh. Thì tức là cái giáo dục mỗi nơi mỗi khác, mà vì mình không biết cái giáo dục bên này cho nên mình cứ tưởng tượng theo lối giáo dục của mình, thành ra mình mới ép người kia. Tự nhiên người này người Ý, thì người Ý ta ăn pasta, spaghetti, rồi nhiều món mà ngon lắm. Thì là ảnh mỗi lần ảnh là người Đức, ảnh tới ăn spaghetti, pasta, thích quá. Trời ơi, nấu ăn không có tiện nào, người Ý ngon bạc của em. Tới chừng hai vợ chồng cưới về thì là chỉ bữa nào cũng làm hết món Ý này tới món Ý kia. Mà có những món rất ngon, cứ vô cái nhìn một cách rất là sủi sợ sủi lắm. Trời, em không làm cho anh vài món khoai tây rắc cheese để mà nó nướng cho ngon như vậy, chứ ngày tối bữa nào cũng spaghetti thơm quá. Thì là tại vì cũng Ý đâu có biết mấy cái món Đức đó. Thành ra như vậy mình cũng vậy đó, mình có nhiều món ở trong Nam ăn mà ngon quá chừng, Bắc ăn không được, không có thanh tú. Còn những người Bắc ăn những cái món thứ gì quá trời, biết là mấy món tiết canh ở trong Nam sự vĩnh lên. Thành ra như vậy mình không biết được. Thành ra mình vẽ luôn, mình vẽ về những cái hình ảnh. Thì cái shot đầu tiên của một cái gia đình đó, cũng hẳn Nam hoặc Bắc, mỗi lần mà mình bệnh thì mình là con trai hay con gái cũng vậy, mẹ tới mẹ rờ đầu con ơi, ui con quá, con đang cảm rồi con. Được rồi, mẹ sẽ nấu cho con một nồi cháo cảm. Cháo cảm tức là cháo thôi mà nấu gọn lại, mà trong đó có gừng, có ngò, có nấm bần hay là gì đó thơm. Rồi cái đan ớn lạnh chị cũng ngỡ rung trong cặp, uống một ly cháo cảm vô làm quá ra mồ hôi. Thành ra bữa đó chàng cưới cô vợ rất là ngọt ngào dễ thương, vậy mà tưởng tượng đúng là người yêu cuộc đời tôi. Một bữa đó bình lặng mà anh sắc trong là cô làm ô tôi nghiệp anh yêu với em để anh mà em làm một tô cháo cảm. Tôi thôi anh đừng mà biếm là uống viên thay lên non mà đi cần 2 viên luôn, viên hoặc là 1 viên 1000 hay là 2 viên 500 là sẽ hết bệnh. Mình nói cái giọng nghe khô quay khô ráo quá, không có ngày ngọt nào cũng nhiều quá để mà làm một tô cháu cảm nghe. Thành ra mình hụt hẫng quá. Thì khi như vậy thì mình phải làm sao? Em ơi, nếu mà em làm được một tô cháu cảm như mẹ nói mỗi lần em làm thì mẹ nói cho nhiều con trai của mẹ đó là ôi vậy à, phải làm vậy đó anh. Ôi trời, em chỉ tới em gặp mẹ em sẽ học làm đi một tô cháu cảm thì như thôi đó. Nhưng mà khi mà mình giận thì đừng có đưa cái mặt xấu mà không biết làm tô cháu cảm hả, phải nói vậy.
Nhưng mà tôi thấu cảm như mẹ làm thì ngốc lắm. Đó, thành ra mình có thể nói vậy để biết là miền Nam cũng cưới miền Bắc được, không có cần vậy phải nói. Nhưng mà mỗi lần mình giận, mình sốc, đừng có đưa cái mặt không đẹp của mình ra để mình thở, mình nói dễ thương, rồi mình ngọt ngào lại. Trời ơi, mà bệnh muốn chết, trong được cái này thì nói cho bên kia cũng sẽ tự sửa. Thành ra cái tưởng đó là cái quan trọng lắm. Là mình tưởng như vậy, có một bà tưởng cưới được ông chồng đó mà Phật hồi thời Phật cũng nói, thật đó là mình thấy cái người đó nhưng mà mình chỉ thấy được một phần thôi. Mà mình chỉ thấy được một phần người đó, thành ra mình mới thấy được mình như người mù sờ voi. Năm người mù cũng nhìn một cái thực tại là con voi, nhưng mà người mù bên đây rờ đúng hai cái chân voi thì nó con voi nó giống như hai cục nhà. Người mù bên kia rờ đúng lỗ tai ra bậy, anh nói là sao, con voi thì nó dèm mà rờ cái lỗ tai con voi. Người mù khác rờ cái đuôi con voi, cái gì nó trật lắc hết, con voi là giống như cái chổi, tại vì cái đuôi voi nó vấp vơ cái chổi. Thì cũng vậy, mình giới thiệu người yêu mình tới mẹ mình đường cái chứ thằng này biến người kia, thì mỗi người nhìn được cái góc cạnh đó thì mình có quyền thương một phần mười người đó. Thì có một cái bà ở với ông đó 16 năm mà có những cái tánh xấu của ông bà chịu được, hay là những cái tánh yếu của bà ông cũng chịu được, ở được tới 16 năm tự nhiên mà khám phá được cái chuyện động trời. Hai vợ chồng lập một cái công ty, ông bà đứng tên hết, ông trưởng ban tài chính, trưởng ban quản trị, bà là trưởng ban nghệ thuật, trưởng ban gì đó. Một bà làm biến, bà là nghệ sĩ, phải bà làm biến ký tên, xong cũng đổi qua tên bà, đổi tên ông hết. Tới một bữa đó, tới con gái sắp vào trường nghệ thuật, bà mới tìm ra, thì té ra là ông đổi hết tên, toàn tên ông, giống như ông sang đoạt hết tài sản của bà. Nhưng mà trong khi đó thì ông chưa có bà nào khác hết á, tức là tại vì cho tiện lợi ông tính vậy, rồi ông tính giùm bà cái này, ông tính giùm bà cái kia, mà bà không có nghĩ như vậy. Và nên cuối cùng là quá mà thám thoát hết chuyện này tới chuyện kia, từ bà nói như vậy. Hai cãi qua cãi lại, và bên thì nói bên này nói láo, bên kia nói không phải có láo gì nữa, qua là thì bữa đi gần mai tới thì tôi ngồi nghe họ tôi. Bà thương một con voi, tức là bà thấy cái thực tại ông là con voi có bốn cái chân voi, nhưng mà cái trên của ông là con hippopotamus, tức là con dưới con cái con gì giống voi lắm mà được, cái đầu cái sừng nhồn như vậy, nó rất khác đó. Thành ra như vậy bà thương con voi nhưng mà ông là con hippopotamus. Còn ổng này ổng thương bà. Ổng thương bà một cái hoa mọc lan. Hoa mọc lan nó màu hồng, giống như con hoa sen, nó mọc trên cây. Còn bà là hoa sen. Thành ra ổng nói, hoa mọc lan làm sao mà có nước ở dưới chân. Tại hoa sen mọc ở dưới nước. Thành ra cái tánh bà rất khác. Bà không chịu cái này, không chịu cái kia. Thành ra mình phải chấp nhận. Thành ra trời đỡ, tụi con sẽ từ từ hòa giải được. Mà hẹn mỗi lần sốc cả đứa con ít của ta trong thật thật trong trong thời đấy là nếu mình thương con voi thì ảnh ít của ta nó thả, rồi còn thấy ảnh mỗi lần dạy con thì tính hét mà ta đi muốn xem chứ đâu phải mong bắt vô da mà anh thì hai bên vậy giờ như vậy mà hòa giải, tức là mình có thể thương trật nhưng mà mình đừng có đưa cái mặt xấu của mình ra, cái điểm then chốt mình đừng có đưa cái mặt xấu của mình ra. Mình thở như thế nào để cho mình dịu lại, mình lựa lời ngọt ngào, mình nói như là mình thèm có một tô cháo nóng như vậy. Nó dễ thương thì cũng học nấu cháo cũng khó gì đâu. Thành ra mình phải biết hòa hợp. Nhất là giới tỷ như anh rất mê đi gặp mai, rất mê đọc sách cho ông mà em cũng có ưa gì đó. Thì cũng khó, nhưng mà mình về thì mình cứ tưới hoa riết rồi mình từ từ mình tìm cách. Nếu mà mình có tình thương thì mình tìm cách, mình cũng lắng nghe.
nhất là càng lắng nghe bên kia chừng nào thì mình biết những cái điểm yếu của người kia, những điểm mạnh của người kia, mình cứ tưới những cái điểm mạnh giỏi của người kia, mình đánh những cái vết thương lòng của người kia, thì từ từ người kia sẽ động. Thành ra sư cô bài thuyết pháp của sư cô rất là tích cực, không có chán đời đâu. Lỡ thương một con voi mà nó là con hippopotamus cũng chịu được, mà nếu mà mình thừa nhận cái hoa mộc lan mà cô là hoa sen thì cũng được. Mà khi mình khám phá ra được cái phần sen cũng đẹp, nó đẹp hơn. Thành ra đừng có tiếc cái dáng mà tu tập. Và thì cái phần này là cái phần quan trọng nhất của tâm ý của mình. Thì trong phần tâm ý, Phật cũng dạy bốn bài tập về tâm ý, là mình ý thức về cái tâm ý mình lúc đó, mình đang có một cái tưởng gì đó hay gì đó, thì mình ráng nghĩ tới cái phần làm cho vui cái những cái tưởng đó, những cái tích cực bên phần đó. Rồi bài tập thứ 9 là ý thức về cái tâm ý đó. Rồi thứ 10 thì mình làm cho cái tâm ý đó nó tiếp xúc với những cái gì tích cực của nó để cho nó càng ngày nó hoan lạc thêm. Rồi bài thứ 10 thì mình đưa cái sự hoan lạc đó vào định tâm, hoan lạc nhưng mà cũng bình an, vẫn khỏe nhẹ, vẫn tỉnh táo. Rồi bài thứ 12 thì nhẹ nhàng buông. Tuy là ý tưởng như vậy, tuy là mình tập mở cái lòng ra, tập hiểu, rồi mình tập cho nó định trở lại, mình giải thoát. Rồi mấy cái bài tập kế là ý thức về cái đối tượng của tâm ý. Đối tượng của tâm ý là, tâm ý là quý vị đang ngồi đây, đối tượng tâm ý là cả thế giới bên ngoài, là mai hay là thế giới nước Việt Nam, nước Thái Lan. Thì cái phần đó, thì mình thấy tất cả đều vô thường. Mình cái bài tập thứ 10, 10, 13 là mình ý thức là vô thường. Thành ra thế tỷ hoàn cảnh bây giờ mình đang giàu chán quá, khó khăn quá, tình trạng trong gia đình của mình hay là trong xã hội mình khó khăn quá, nhưng mình nhớ là vô thường, tức là nó sẽ đổi. Bây giờ nó không đẹp vậy, nhưng mà nó sẽ đẹp từ từ và nó sẽ đẹp thêm. Và ăn thua là cái sự đóng góp của mình tích cực được bao nhiêu thì cái đẹp nó có thể đẹp thêm ra bao nhiêu. Còn nếu mà nói bây giờ hay nhất rồi thì cũng đừng coi thường, tại vì tình hoàn cảnh của mình, với tỷ mình, với chồng mình, với mình, với con trai con gái mình, hoàn cảnh gia đình mình rất là ok thì thường, thì mình phải ý thức là vô thường. Bây giờ nó đang ok nhưng mà chưa chắc gì ok. Thành ra như tỷ như mình mua cái chậu hoa này nó ok, nhưng mà nó đâu ok nếu mà không có nước, không có đất, không có mưa, từ từ thì nó sẽ chết. Thành ra nếu cho nó tiếp tục ok và tiếp tục tốt lên thì mình phải biết tưới đúng cái mà cái hoa lan nó cần. Đôi khi mình tưởng hoa lan họ đổ rất nhiều nước rồi nó chết luôn. Hoa lan thì phải, nó cần hơi nước chứ không phải nó cần nước. Nó cần hơi nước rất nhiều, cũng cần nước với rễ, nhưng mà không cần nhiều tới như là vậy. Thành ra mình phải biết tưới tầm cái tình của mình với chồng của mình, cái tình của mình với vợ của mình, cái tình của mình với con trai, con gái, cái tình của mình với chủ sở của mình, những người bạn đồng nghiệp. Và cái đó là có những cái pháp môn rất là khéo mà sư ông sáng chế ra, gọi là làm mới tình thân trong gia đình. Thì sư cô Trần Không có biết một cuốn Begin Anew bằng tiếng Anh, chưa biết tiếng Việt, bên họ phải biết tiếng Việt. Thì cái cách để mình làm cho cái tình nó càng ngày càng đậm thêm, tốt thêm. Và cái nào mà mình thấy nó hơi dở thì mình phải xin lỗi, mình phải tập cái cách nào để mình gỡ những cái không đẹp đó. Thành ra mình nhờ mình ý thức vô thường cho nên từ xấu có thể trở thành tốt, mà từ tốt không dám dễ ngươi để cho nó có thể tàn hoại cái sự tốt đẹp đó. Rồi thì mình hết phần vô thường thì mình tới phần không tham đắm. Thì mình thấy nếu mình sống rất là bình thản như vậy, ý thức về vô thường, tưới tẩm những cái gì đẹp đẽ, tránh những cái gì không đẹp và tiếp tục đi, thì
không có gì mà phải quýnh quýu, mà phải rửa, phải tắt, phải nó không cần tham dục một cách quá sức như mà người đời vậy tưởng. Mình vẫn sống an lạc trong cuộc đời, mình vẫn là cô giáo, mình vẫn là mẹ một gia đình, mình vẫn là một cái người nội trợ nấu ăn, mình vẫn là mình, nhưng mà mình sống rất là an lạc, rất là bình an. Mình ý thức về vô thường, cho nên mình nuôi những cái vô thường từ xấu thành tốt, từ tốt tốt thêm, từ những cái hoàn cảnh nào mình làm cho đẹp hết, thành ra mình bình thường thôi, mình làm một cách rất tỉnh táo, nhẹ nhàng, an lạc, không có tham đắm, không có chết sống gì cái chuyện đó, thì mình từ từ cái đời sống của mình nó nhẹ đi, nó sâu đi, thì mình đi tới cái chỗ mà không còn sinh diệt, thì cái kiểu mà con không cần sinh diệt là bắt đầu khó rồi đó. Tức là cái tự nhiên là mình nhìn một cái biển có rất nhiều sóng, thì sóng đó là cái phần tích môn, là cái phần có mình, có ta, có ngoại, có nội, có người thương, người thù, có người ghét. Nhưng mà đi tới bản môn thì mình là một với cái người mình thương, mà mình cũng là một với người mình ghét. Mình là một với cái người dễ chịu, người một với những người không dễ chịu. Tức là giống như cái những đợt sóng này, thì mình là một với nước. Nước đó thì ngọn sóng cao cũng là nước, mà ngọn sóng ốm cũng là nước, ngọn sóng mập cũng là nước, ngọn sóng nhỏ xíu cũng là nước. Mà nước với sóng là một. Thì mình thấy mình tập sống để mình ôm hết mọi người trong trái tim trong của mình. Người giỏi thì mình thuộc, thì mình làm thêm nhiều hướng giỏi. Người dở thì mình khéo léo, mình giúp người đó đi trở lại, nó trở lại an bình trở lại. Và mình tập sống cái đời vừa là sống, mình là đứng, vừa là mình, mà vừa những người rất khổ. Tỷ như sư ông đã từng sống cái đời của sống và đứng. Khi mình nhìn người hay bạn, nhìn người hay bạn, thì tại sao nó ghét ảnh bắt cút cho rồi mà còn đọc chi cái bài thơ để nói cho người ta hết ghét hay bạn. Thì nói là tại vì nhìn sâu, là phải nhìn sâu, thì tôi là một thiền sư, tại vì tôi có ba, có mẹ, có thầy, có tổ, có đất nước, có những cái hoàn cảnh mà nuôi tôi, nó giúp tôi. Và tôi là một người hải tặc, tại vì tôi sinh ra trong một cái gia đình như vậy, ba tôi không nhận tôi, người này đánh tôi, người kia đập tôi, người kia bị thương. Thành ra thấy được tôi nhận thì thương đấy, đi ngã nào cũng thương. Thành ra thầy vừa là sống, và thầy sẽ nhắc thầy, còn tôi là nước của cái ông hải tặc kia. Và thầy nhắc nhở mình, nên nhớ con đang ngồi đây, ở ngoài đang có rất nhiều đứa con biết, nó mất cha, nó không có tiền ăn học, nó có những bữa cơm đói kém, mà nó không có cơm ăn. Ngay trong đất nước mình cũng vậy, có những em thì đi tới trường học, thì bố mẹ có tiền đóng 88,000 trong buồng núi, 88,000. Mà mẹ không có tiền thì nó đem theo củ khoai. Trong giờ mấy đứa kia có công ăn thì lấy củ khoai ra ăn. Thành ra làm mai có cho rất nhiều học bổng gì với cháu, có thể trong lớp 44 cháu mà có chừng 25 cháu có tiền đóng, còn cái số còn lại thì là mai đóng. Thì tiền cái gì cũng dường sẽ ông mấy chục năm hai có được nhiều, cứ gửi hết lớp này tới lớp kia. Thành ra nhiều tỉnh 8-9-10 tỉnh, tỉnh nào cũng có những phần cơm trưa cho mấy cháu mà phải đi bộ xa mà không có tiền cơm trưa. Thành ra mình làm một cách rất tự nhiên, và mình tới cái bài thứ 16 thì lấy tiền rồi, tức là buông xả, đi cũng được, vui cũng được, lên cao cũng được, xuống thấp cũng được, nhảy cũng được, kia cũng được, mình tập. Thì cái đó là 16 hơi thở, thì nhờ cái 16 hơi thở đó mà thầy mới biến chế ra những cái pháp môn mà cho thực tập cho đời sống của mình. Nên mới có mấy chuyện làm mới, hay là có nhiều cặp vợ chồng đi qua đây là mới sống nhẹ dần. Hai thế hệ luôn, cái bà đó, bà có dặn ông nói nghe lắm. Nhưng mà không biết bà dụ sao bà nói thôi, hai vợ chồng con gái mình duyên rễ sắp đi gì. Và ông chịu khó đi tôi qua đây, và đều thích quá, chuyện gì cũng thích hết.
trồng cây ông cũng thích, dọn nhà ông cũng thích, chuyện gì cũng thích hết. Rồi cái mình nói thôi mời ông bà lên làm mới. Thật, ông bà giấu cái chuyện con rể với con gái. Ông nói thôi cho hai đứa nhỏ này. Thế thôi rồi hai cặp lên. Rồi mới xong mừng vui quá. Thành ra mình giải hòa được cả cả từ ông ngoại bà ngoại, nhiều bố với chiếc con rể. Thành ra cũng vui lắm. Cho nên quý vị ráng ở thế nào cũng có một buổi thực tập làm mới. Bây giờ thì ông xin chấm dứt ở đây bài. Không biết mình nên đặt vài câu hỏi, bây giờ mới 10 giờ rưỡi thôi. Mình đã 9 giờ rưỡi, giờ mới 10 giờ rưỡi. Còn được nửa giờ nữa. Quý vị có câu hỏi gì xin hỏi. Con có hai câu hỏi ạ. Một câu hỏi là bà con ở Việt Nam và một sang đây sang tham vấn. Thì người thân của bà con đó, thì có cái sự bà mới muốn hỏi đi làm thế nào để giúp cho người thân của mình vượt qua cái cú sốc lớn nhất, tức là cái nỗi đau lớn nhất ạ. Tức là bà của con là một lúc là trong một buổi sáng thì mất một lúc hai người thân, thì cái sự đau đớn của họ rất là lớn. Nhưng mà bà không biết làm thế nào để giúp cho người thân của mình sớm vượt qua cái nỗi đau, và bà rất là bối rối. Xin sư cô chỉ cho một cái phương pháp giúp cho bạn ngay tại thời điểm điểm đó, và cái quá trình sau này giúp cho bạn chuyển hóa cái khổ đau được thì sợ hơn đó. Là cái nỗi đau của người bạn của bạn mà đã mất một buổi sáng mà hai người thân đó. Rồi còn câu hỏi thứ hai. Dạ, câu hỏi thứ hai là khi con nghe trong sư ông chia sẻ, tức là sư ông còn nói là làm thế nào mình tu tập, mình đưa những cái hạt giống khổ đau từ trong cái tiềm thức hay trên mặt ý thức và tìm cách để chuyển hóa nó. Thì cái cách chuyển hóa thì con được học trong cả cái phương pháp sư ông có dạy, nhưng về cái cách để làm thế nào đưa cái khổ đau từ mặt tiềm thức đến ý thức thì con chưa hiểu rõ lắm. Xin sư cô chỉ nhé. Con xin cảm ơn. Cái từ tiềm thức mà lên ý thức á, thì hiện ra thì mình có những cái nỗi khổ mà mình không có muốn nhớ, rồi mình cứ ém ém riết, rồi nó trở thành một thói quen, giống như nó không có vậy. Nhưng mà nếu mà mình có chánh niệm, tức là mỗi khi có chuông điện đồng hồ mình ngừng mình thở, chuông điện thoại mình thở, có tiếng động xe cầm nhông ở trước nó rồ trước mình cũng ngừng mình thở, rồi có con chim nó hót quá lớn mình cũng ngừng mình thở, thì từ nhiên nó lòi đầu ra những cái khó khăn khác. Thiệt ra nếu mà mình có một cái niềm khổ lớn không có giấu được đâu, nó cứ rồi để hoài, mà trồi lên hoài bằng cách cái mặt của mình nó buồn. Và đôi khi mình làm bộ như quen vậy, nhưng mà nó có. Thì có nhiều sư em khi đến tới tu, tôi thấy cái mặt rộng. Mà hỏi thì không có chuyện gì, cũng không có thất tình, cũng không có chuyện này, chuyện nọ gì. Nhưng mà có những cái nỗi khổ niềm đau mà nó nhiều từ chút có lên. Thì khó mà kéo lên, nhưng mà liệu cứ khơi ra một chút. Rồi mình có chút nào mình xài chút đó rồi. Bữa nào mình thấy bực cái gì đó, thì mình trở về hơi thở rồi đi cho thiền hành cho khỏe, rồi cái tìm một chỗ ngừng trở lại, tìm cái băng giữa đường vậy đó, nhìn trở lại, nhìn sâu tại sao nãy mình bực mà mình buồn dữ vậy, chỉ nó không có đáng nữa à, thì tại vì cái chị đó chỉ nói cái câu đó, mà câu đó thì một cách khách quan thì cũng có gì đáng buồn à, nhớ rồi. Cái mặt của chị vừa nói mà vừa xuất sắc lên, hơi giống cái mặt người chị dâu của mình mà. Cái lúc mà chị dâu đuổi mình ra khỏi nhà, không có được ở với anh hay gì đó. Thì nó lòi ra. Ban đầu thì từng chút, rồi nó ra chút thứ hai, rồi chút thứ ba. Rồi cái thì mình kéo ra, rồi mình để quán chiếu. Mà muốn có những nỗi khổ niềm đau mà mình muốn vượt khỏi, không có dễ đâu, nó mình chuyển quá không có dễ. Tức là mình phải lắng nghe. Cái tự nhiên là bữa đó mình có một cái vấn đề rất lớn của chị dâu mình, nhưng mình
thì mình nói thôi, bữa đó chị xấu quá, chị nói vậy thôi mình chuyển quá, chuyển đâu có được. Thành ra cách chuyển đó, thì sư cô đề nghị là cái thể mình có vấn đề với chị dâu mình thì mình thở, mình nghĩ tới những cái tấm tốt của chị, tấm này, tấm này, tấm này, tấm này. Rồi cái bữa nào mình, nếu không có dịp gặp thì mình biết thơ, mình khen. Em thấy chị có cái tấm này, tấm này, tấm này, mà một lúc trước là chỉ làm mình khổ đó. Mình khen chị. Tuy nhiên, có những cái chắc là em vụng về và em đã làm cho chị mừng. Thành ra em xin chị cho em nghe, để em lắng nghe cái nỗi khổ của chị đã bực mình em ở chỗ nào. Thì chị nói dễ thương nha, chị đừng có nói gì, nói gì chửi em, chắc là em chịu không nổi, sức em cũng yếu lắm. Nhưng mà em cũng muốn nghe, em muốn, bởi vì em thương anh nha, thì em cũng muốn thương chị giống thịt như anh em. Mình tự nhiên mình có anh rồi mình có thêm một người chị nữa, sướng quá. Tại sao mình có anh rồi mình mất luôn anh? Thì dại dột quá. Cho nên em rất thương chị có những tấm này, tấm này, tấm này. Nhưng mà cái tấm nữa đó chị nói em nặng quá, em đau quá. Mà chắc là có những cái gì chị khó khăn trước đó, chị có những cái khổ đau gì trước đó, là chị có hiểu lầm em gì trước đó, chị mới nói điều đó. Thì em muốn lắng nghe, cái then chốt là phải lắng nghe. Mình lắng nghe mà then chốt thì cũng phải biết là mình yếu, cái mình không nghe không, nó mạnh. Thành nên chị phải nói những cái chị khổ cho em nghe, chị trách em cái gì, nhưng mà chị nói nhẹ nhẹ, dễ thương, chị đừng nói mạnh quá, mà em xỉu quá. Mình nói thiệt vậy đó, thì gỡ. Còn cái chuyện mà hai người chế đó thì sao ít có khi nào mà chịu nói mình chết rồi mình thành gì sao không có nói vậy, sao không có nói trên những cái speculation, tức là không có suy diễn một mình, nhưng mà phải có thực chứng sao mình nói. Thành ra cái thực chứng mà sư cô thấy được là có cái thằng bé nó mới 9-8 tuổi mà nó rất là ngoan, nó tới lần mãi quá dễ thương. Thế sư ông nói câu gì nó thuộc lòng hết. Nó về nhà nó nói, anh em nó vừa nói tiếng Pháp, không, mình người Việt nói tiếng Việt, vô trường nói tiếng Pháp. Sư ông nói vậy, người Việt thì nói tiếng Việt, người Pháp nói tiếng Pháp, học cho giỏi tiếng Việt, học cho giỏi tiếng Pháp, vân vân. Rồi thấy ở làng Mai có trồng những cây mận, nói là tiền bán mận sẽ gửi dành cho con nít đói ở Việt Nam hay ở các nước nghèo đói khác, Ấn Độ, Phi Châu, thì nó để dành tiền. Tự nhiên có một hôm má nó báo tin, trời ơi, nó có ung thư máu và bác sĩ nói nó chết trong vòng vài tuần, không có thể sống. Thì chẳng không có ghé thăm, thì nó vừa làm sao cũng bây giờ cũng đi thiền hành không à. Tại vì trong bác sĩ nói là con chạy ngoài mà con bị thương hay bị thì là sẽ chết mau. Và mình con đi thiền hành, thở vô, đi ba bước, thở ra, con đi ba bước, rất là dễ thương. Cái tới chừng nó mới vừa chết mà ba nó là ba má nó tâm rất khác, không có đưa đi làm. Vậy bà nội dẫn đi cho nó đi. Vậy mà nó đi tới làm thuộc lòng hết những điều trong nhà. Thì tánh nó rất tốt, nếu cho người nghèo, người khổ, bố mẹ nó không có cho đồng nào nữa. Nhưng mà nó vừa chết xong thì có một cái ông bác sĩ nó là thằng bé này nó chết. Nó không thở, nó đi cái gì. Nhưng mà cái gan nó còn sống, ông có thể cho cái gan nó. Thì nó cho liền. Bác nó tự nhiên nó cho. Lấy. Rồi có một ông bác sĩ nói là thằng bé khác, cỡ tuổi nó mất một cái thận. Mất hai cái thận, bây giờ nếu mà cho mất một cái thận thì sẽ giúp tụi này. Ông cho liền. Cho xong rồi cái chừng 3 giờ hồi sau ông tiếc quá, ông thôi ơi tại sao mình như vậy. Thì sư ông nghĩ là chính thằng bé nó muốn cho, thì tới khi nó vừa chết rồi là tất cả những cái tánh tốt của nó tự nhiên biểu hiện lên. Em người con của người chị, người con của dì, con của cậu xuống nhau đối xử y chang của nó. Tự nhiên nó sáng bữa nào cũng thức dậy cái ăn sáng xong cái điện thoại thăm bà nội ngủ ngon không,
Bữa nay là ngày thứ sáu, mai thứ bảy rồi, con sẽ nhắc bố mẹ nhận con lại thăm bà nội nghe. Rồi đi là mai về thì để cái ống bỏ tiền cho con biết đói. Rồi mình người Việt phải tập nói tiếng Việt, mình tập nói tiếng Pháp. Thì có mình nó, tới chừng nó chết rồi thì mấy em nó cũng để dành tiền cho con nít đói. Rồi thằng em nó cũng điện thoại hỏi bà nội ngủ khỏe không, ngày mai chủ nhật con sẽ dẫn dắt bố mẹ đi lại thăm bà nội. Rồi nghĩa là những cái tấm của nó xuất hiện từ một người tới người kia kia, thành ra mới có cái bài thân này không, trong kinh A Hàm, thân này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi kinh ấy. Thì dĩ nhiên trong kinh A Hàm biết cái giọng xưa hơn, mà xưa ông viết sẽ thành là tôi là sự sống thanh thang, tôi chưa bao giờ từng sinh và cũng chưa bao giờ từng diệt. Nếu ngày mai mà bác sĩ nói tôi chết rồi thì các bạn đừng tin, hoặc nhìn kỹ đi, các bạn sẽ thấy nụ cười tôi trong nụ cười của con tôi, nụ cười tôi trong nụ cười của con gái tôi, các bạn sẽ thấy hành động của tôi trong cái hành động của con trai tôi, các bạn sẽ thấy hành động của tôi trong hành động những người bạn quý mến tôi. Thành ra tôi sẽ biểu hiện nơi người này, người kia, người kia. Thành cái cách cho không viết thơ mà chia buồn với mấy, có một cháu tên là Hoàng Trang, mới mất cách đây 10 ngày. Thì tôi viết thơ, con, Hoàng Trang ơi, nhớ biểu hiện nha. Sư cô rất trong con biểu hiện trong nụ cười của con gái con. Thì tới sư cô trở về Pháp ôm cháu, thì con phải biểu hiện để sư cô để bắt gặp con trong nụ cười của con gái con. Sư cô sẽ bắt gặp con trong nụ cười của con trai con. Rồi sư cô, con phải biểu hiện trong sư cô để sư cô có thể ôm mẹ con, để thấy rằng bàn tay đang ôm mẹ chứ không có mất đi. Thì mình phải tập thấy cái người đó rất biểu hiện. Thì cái hồi mà ni sư đồng nguyện mà mất, thì cái lúc đó là bệnh viện từ chối rồi, chở ni sư đồng nguyện ở ngoài Bắc, ni sư đi qua Pháp học với sư ông này thích pháp môn sư ông viên. Thì bữa đó ni sư bị ung thư phổi, mà sư ông cứ nói là thì ni sư cứ mỗi lần tôi gặp chị không có được chết nha, tại vì chị là cái pháp khí để đưa pháp môn sư ông về Hà Nội, thì phải tập ra sống thành lực của khỏe, mà cứ của nó mỗi lần cái lực của đau của ung thư lực thì cũng thôi để chị sống vài năm để chị lo cho sư ông cái gì đủ thứ. Thì cái kỳ đó là chị nặng quá rồi, 19 năm qua, năm thứ 19, thành ra chị thở hết nổi. Thì bác sĩ trả về, mà trả về thì nằm cũng không nổi, mà ngồi cũng không nổi. Thành ra tôi mới làm thiền hướng dẫn, tôi nói chị nghe nè, bây giờ sư ông đang hướng dẫn cho 1000 thiền sinh, mà em báo tin rồi, em xin mọi người gửi năng lượng lành cho chị. Thì chị hít vào, năng lượng lành của 1000 thiền sinh ở Hoa Kỳ đang gửi nó cho chị, để chị khỏe, chị nhẹ, chị tỉnh, rồi chị sẽ tiếp tục sống để chị đưa đạo vào đời ở miền Bắc nha. Cái chị thở ra, đẩy hết những cái 19 cái hạt di căn đầy thổi chị, thở vào, thở ra, mà cứ hướng dẫn mà vào những cái năng lượng lành của sư ông, của chư tổ, rồi sau thở vào những cái năng lượng của tổ Trúc Lâm, của tổ Tâm Tế, tổ gì, những vị tổ đi vào trong cơ thể chị, thở ra thì khỏe liền, đứng dậy đi như thường, đi lại Phật, rồi cái dùng được cái chân không nữa. Chị không có đợi cho tới chị chết rồi, chị đầu thai 18 năm sau mới có một cô thiếu nữ hay là một cậu thanh niên tập thực tập đạo Phật rất hay. Thân chị vừa ngưng thở thì chị biểu hiện liền trong tịnh quán. Tịnh quán sẽ là vừa tịnh quán vừa là nguyện,
rồi chị biểu hiện liền trong tịnh thủy sẽ là tịnh thủy và đàng nguyện. Chị biểu hiện trong tịnh bảo sẽ là tịnh bảo và đàng nguyện. Thì em khuyên người bạn em, mấy đứa con của chị tùy theo cái gia đình đó thì những người thân đang biểu hiện. Rồi sư cô mới nói là 18 năm sau vẫn có một đứa bé khác, và đứa bé đó có thể là một nam một nữ, trở thành một cái người tiếp nối của thích nữ đàng nguyện. Nhưng mà cho tới bây giờ thì chị có thể biểu hiện liền chỗ này chỗ kia, thì cái cô khỏe, cái cô ngồi, cái cô kêu với sư cô nói con này chưa được, này tu tập đàng hoàng, cô này tu tập đàng hoàng thì được biểu hiện tiếp tục được sức mạnh của sư ông, cô này chưa được dễ thương lắm. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cô cũng chết thôi, tại vì nó yếu mà di căn 19 năm ung thư. Thành ra cô khi mà cô quyết định đi thì ở nhà Nam Mô A Di Đà Phật, thì là tôi thấy của cái tôi lấy điện thoại về cái thầy con sắp chết rồi. Thì sư cô cái tôi nghe vậy, cái tôi nghe Nam Mô A Di Đà Phật, thành ra tôi tưởng là chết rồi. Và tôi chạy thưa với sư thầy bạch sư ông chị Đồng Nguyễn, cái tụi này còn xưa mà không có điện thoại về nhà. Lúc đó là 12 giờ trưa, 6 giờ chiều, tôi điện thoại trả lời để coi chỉ làm đám sao. Sư cô ơi, sư cô phải nói làm sao cho người thầy con cũng chịu chết mà cũng chịu sống. Chết thì không chết mà sống thì cũng không sống, mà cứ nằm nhà hoài. Thì sư không biết điện thoại là đưa telephone vô, chị sẽ ra đi nhẹ nhàng và chị sẽ biểu hiện thành một cái bé nhỏ xíu và sẽ tiếp tục cái con đường mà chị đang đi. Nhưng mà trong khi chờ đợi, chị vẫn tiếp tục phát hiện liền nơi tịnh tịnh bảo, nơi tịnh quán, nơi tịnh gì đó, tức là mấy tịnh mà đệ tử của cô. Thành ra cô vẫn tiếp tục. Tôi cô vừa nghe nói xong đi liền, đi rất nhẹ. Thành ra mình thấy là cái người bạn, hay người bạn của hai người thân kia là nói một cái rủi ro nào đó nó xảy tới, thành ra cái người thân của bạn mất đi. Nhưng mà không mất đâu, một cái cây mình nó đập đâu có đập nổi, đập cái cây nó cũng còn chỗ này chỗ kia. Thành ra cái người thân của bạn cũng vẫn còn đang sống đâu đó, biểu hiện đâu này. Thân này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi thân ấy. Đó là trong kinh A-la-hán. Tôi là sự sống thanh thản, tôi chưa bao giờ từng sinh mà cũng chưa bao giờ từng diệt. Này kia biến rộng trời cao, muôn vàng tinh tú lao sao, tất cả đều biểu hiện tôi từ nguồn linh tâm thức. Này kia con trai tôi, con gái tôi, này kia chị tôi, em tôi, tất cả đều biểu hiện tôi từ nguồn linh tâm thức. Từ muôn đời tôi vẫn tự do, tự sinh là cửa ngõ ra vào, tự sinh là trò chơi của bác. Hãy cười cùng tôi, hãy nắm tay tôi, hãy vẫy tay chào, để rồi tức thì gặp lại trong nụ cười của con gái tôi, gặp lại trong cái hành động của con trai tôi, gặp lại trong hành động của các bạn bè tôi, thì các bạn sẽ gặp tôi mãi mãi trên mọi đẻo đường của các bạn đi. Thì đó là tôi đề nghị là mình khuyên mấy người mà có người thân chết. Và có thể nói dài hơn nữa, có một cái anh đó là anh bác sĩ nói là anh 62 lần hoặc quá trình mà anh không sống rồi. Người anh càng ngày càng xanh như tàu lá chuối, và họ nói là anh sẽ chết trong vòng 3 ngày, nhiều lắm là 2 tuần. Thì vợ là anh đem tới giới thiệu sư ông. Thì sư ông nói, anh biết không, nếu mà tôi đang ở trên máy phi cơ mà có không tạc, nó sắp nổ phi cơ, mà nếu mà nổ phi cơ thì tôi sẽ làm gì? Thành tôi nói, ông, thì mình sẽ thực tập. Thở vào là hoa. Là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tĩnh lặng chiếu, không gian thanh thang. Là hoa này, tươi mát này, núi này,
đứng vào không gian không thang. Thì tôi thực tập vậy thì thế nào máy bay cũng nổ, và thế nào tôi cũng sẽ làm núi hiểm dạng, tôi sẽ là không gian thanh thang, có gì đâu. Rồi tôi còn biểu diễn nhiều hình thái thứ, nhiều hình thái nữa, chứ không phải chỉ có cái đó không. Được. Thì mình chỉ giữ cho mình chân đẹp, làm cho hay, cho tươi mát, cho nhẹ nhàng. Không thành hoa thì cũng thành núi, cũng thành không gian. Thì cái âm đó anh nghe, anh chỉ có một bài học đó mà anh hồi trước đi gia đình Phật tử học kinh điển mà nhiều. Nhưng mà lúc đó thì anh chỉ vậy. Thì 7 năm sau tôi gặp anh, anh còn sống. Sao hay quá vậy? Cuối cùng anh sống tới 13 năm rồi, nhưng mà 7 năm sau sao anh hay vậy? Anh thực tập sao mà thầy dạy anh sao mà nghe nói anh sống được sao đấy? Thì thầy dạy vậy thì tôi làm vậy thôi. Chiều bữa đó tôi mệt quá sức luôn. Tôi nghĩ là chắc thế nào mình chết thôi. Thì nếu mình nói thì vợ con cũng lo vô ích. Thành ra cũng chào vợ chào con rồi. Rồi cái vô nằm mặc áo thay, ráng thay áo cho mà mệt lắm rồi. Thì tính lần là thôi bắt chước sự âm thôi, là hoa tươi mát và núi vững vàng, nước tĩnh mình chịu không gian thanh thanh. Xong hồi ngủ quen sáng chứ không ngồi dậy được, tỉnh dậy khỏe luôn. Thôi đi làm nồi cơm, bấm nồi cơm điện rồi vợ về vợ nấu đồ ăn, cái khỏe. Thì từ đó nắm được cái then chốt là hệ vô bệnh thì không có sợ chết thì thành hoa, chết thì thành núi, chết thì thành không gian, thành rồi cái tôi cũng bệnh hai lần tự chết mà cũng không chết. Rồi 6 tháng sau thì đi vào bệnh viện của mấy cái tế bào ung thư liên mắc khác, thì được chữa trị nhờ thiền quán, và thì con có thiền quán nhờ chỉ thở vậy thôi. Nhưng mà sau đó thì mười mấy năm sau thì anh bệnh lại. Anh nói lần thứ hai anh cũng bệnh lại, rồi anh cũng thở về thiền khác. Nhưng mà lần thứ ba thì anh dây lòng với vợ, và vợ bỏ nhà ra đi. Thành ra khi mà cái tình trạng sức khỏe của mình mong manh vậy thì không phải thở vào thở ra mà đúng. Với lại có nhiều người mà nghe sư cô nói như vậy nói, thôi mai mốt tôi ung thư tôi cứ thở vào thở ra thì cũng được nha, cũng phải hóa trị, cũng phải xạ trị, thuốc gì thì phải trị cái nó, nhưng mà cái quan trọng là không sợ chết. Phần mình lo thì mình lo, nhưng mà phần mình, cái tâm mình thì mình không sợ, sống chết. Sống thì tiếp tục là mình, còn chết thì mình là hoa, là núi, là không gian thanh thang. Thành nhờ cái không sợ đó mà ẩm không chết. Nhưng mà tới hồi sau đó thì ẩm với vợ gây lộn quá đi. Rồi bà vợ bỏ nhà ra đi. Thì trong khi bà vợ ở nhà ra đi năm thứ 13, anh chết. Chết kỳ đi, chết thiệt. Bà vợ trở về là đã ra trẻ. Chắc đủ rồi, 11 giờ. Xin chấm dứt.